Nữ cảnh sát giao thông. Củ cải to quá. Củ cải tươi hầm canh rất ngọt. Trong khu dân cư sao có thể phóng nhanh như vậy? Nhiều trẻ con như thế, nhiều chó mèo như thế, nhiều người già như thế, sao anh ta có thể phóng nhanh bạt mạng trong khu dân cư chứ? Gây trở ngại an ninh công cộng, không có đạo đức. Mình không thể cho phép chuyện như thế xảy ra trong khu chúng ta. Em nói đều đúng cả, nhưng em đừng mang quá nhiều cảm xúc cá nhân. Mẹ Tạp Dề ơi, tối qua vừa mưa xong, đường còn trơn, người đó chắc chắn sẽ không phóng nhanh đâu. Chúng ta về đi thôi. Không thể nói trước được. Mẹ Tạp Dề ơi, đến rồi, đến rồi. Anh, tức chết đi được. Mau dừng xe. Đồ quen thói phóng xe bạc mạng này, tôi nhất định phải xử lý anh. Mẹ Tạp Dề ơi, xử lý có phải hơi quá không? Hả? Vậy mẹ thay mặt khu dân cư, tôi thay mặt khu dân cư phạt anh 5 tệ. Kể cả nộp phạt rồi thì anh cũng không được lái xe với tốc độ nhanh như thế nữa. Nghe nói mẹ Tạp Dề gần đây thành nữ cảnh sát giao thông rồi, nhân tiện còn làm cả người chăn nuôi bồ câu cho khu dân cư. Cậu nghe ai nói vậy? Mọi người trong khu này đều biết. Anh đầu to, anh có thể giúp em đi lấy sữa không? Được. Có cần anh giúp không? Một người là đủ rồi. Bê sữa vào nhà em nhé. Ai da, kẹo bông còn nhờ bạn giúp à? Cảm ơn nhé cậu bé. Đây là dì em. Dì ấy đang chuyển nhà, đến nhà em ở mấy hôm. Dì ơi, đây là con đầu to. Con đầu to, thú vị ghê. Dì họ Chu, cháu gọi dì là dì Chu nhé. Cháu chào dì Chu. Để dì làm cho, kẻo lại bị thương. Đi cùng em khiến anh căng thẳng đến thế sao? Không, không căng thẳng chút nào hết. Anh... Xem ra, treo băng rôn cũng vô ích. Em phải đi xe máy đuổi theo cô ta. Mẹ Tạp Dề, như vậy nguy hiểm lắm. Mẹ Tạp Dề, mẹ không chặn được cô ta đâu. Có ai ở nhà không ạ? Đây là... Con xin giới thiệu, đây là dì của kẹo bông. Dì ấy đang chuyển nhà, tới ở nhà kẹo bông mấy hôm. Con đồ to thật nhiệt tình. À, tôi họ Chu, là một nhà thiết kế thời trang bình thường. À, hoan nghênh hoan nghênh. Cô đây là... Cô... Tôi phải ra ngoài, muốn gửi kẹo bông ở nhà anh chị một lát, có được không? Bố mẹ kẹo bông cũng không ở nhà. Được chứ, tất nhiên là được. Ô, chị nha, chị định đi đâu sao? Vừa hay tôi đưa chị đi nhé. Việc này... Thực ra tôi muốn... Không sao đâu. Nào, chúng ta đi dạo phố. Hiện nay trong khu mình xuất hiện một kẻ quen thói phóng nhanh rất đáng ghét. Tôi rất muốn tóm được cô ta, lại còn là nữ chứ. Thật ư? Người như vậy đáng ghét quá. Nhiều trẻ con như thế, nhiều chó mèo như thế, nhiều người già như thế. Sao cô ta có thể phóng nhanh bạt mạng trong khu dân cư chứ? Gây trở ngại an ninh công cộng. Không có đạo đức. San rung lẩy bẩy thế. Đại chiến thế giới sắp bùng nổ rồi. Không được, mình phải ngăn mẹ Tạp Dề. Mẹ Tạp Dề, mẹ đội cái này lên. Dì ấy chính là người quen thói phóng nhanh đó. Anh đồ to, người phóng nhanh trong khu dân cư mà mẹ Tạp Dề căm ghét chính là dì Chu. Dì Chu không cố ý đâu. Xe của dì ấy bị hỏng, dạo này đang bận chuyển nhà nên hôm nay mới đi sửa được. Hả? Hóa ra là thế. Xem ra mẹ Tập về cũng không cần làm nữ cảnh sát giao thông trong khu nữa rồi.
Siêu nhân trái thơm bận rộn. Nào, ăn rau đi, tốt cho sức khỏe. Không ăn, con xem con bé chắc khỏe biết bao. Chính là vì nó thích ăn cỏ đó. Thế thì hổ con ăn thịt còn chắc khỏe hơn. Con, nào, lại đây, con đồ to. Lại còn cười. Sao thế, bố đầu nhỏ, cuối cùng bố cũng về rồi. Sao ngày nào bố cũng tăng ca thế, chẳng chơi được với con. Bố con thường xuyên tăng ca đã mệt lắm rồi. Để bố nghỉ ngơi đã, con ăn hết rau đi. Thằng bé này không chịu ăn rau, tức quá. Vậy em cũng không thể nóng nảy được, để anh nghĩ cách. Làm sao để con đồ to thích ăn rau đây? Có rồi. Sao lại là siêu nhân trái thơm? Xin chào con đồ to. Sao ngài lại biết tên con? Ta biết tên hết tất cả các bạn nhỏ trên thế giới này. Quá lợi hại quá. Siêu nhân trái thơm, ngài đến nhà con làm gì vậy? Ta đến chơi với con. Tuyệt quá, tuyệt quá. Con đồ to, đĩa rau này sao con không ăn? Con không thích ăn rau. Rau rất giàu chất dinh dưỡng, đặc biệt các bạn nhỏ nên ăn nhiều. Con có biết vì sao ta có sức mạnh vô biên không? Vì ta thích ăn súp lơ đó. Bí mật này không được nói cho ai khác nhé. Anh yêu, anh thật lợi hại. Không phải anh lợi hại, mà là siêu nhân trái thơm. Về sau nếu thằng bé không nghe lời, anh sẽ cho siêu nhân trái thơm đến giúp. Bố đầu nhỏ, anh cũng đừng quá sức, qua loa thôi là được rồi. Chỉ cần con trai vui, anh bằng lòng làm tất cả. Các cậu biết không, siêu nhân trái thơm và tớ thành bạn tốt rồi. Hả, có thật không? Không phải nói khoác chứ. Giờ tớ sẽ gọi ngài ấy tới. Siêu nhân trái thơm, siêu nhân trái thơm. Con đầu to, ta tới đây. Siêu nhân trái thơm, chào các bạn nhỏ. Dựa vào đâu mà ngài nói mình là siêu nhân trái thơm? Phải đấy, ngài chứng minh bằng cách nào? À, việc này, ta ăn mặc thế này còn không phải siêu nhân trái thơm sao? Vậy tôi mặc bộ đồ này vào cũng có thể nói mình là siêu nhân trái thơm rồi. Chính là ngài ấy, siêu nhân trái thơm. Ngài có thể biểu diễn sóng xung kích không? Hả, sóng gì cơ? Sóng xung kích chính là tuyệt chiêu đánh bại đại ma dương đó. Cái đó rất nguy hiểm, không thể tùy tiện biểu diễn được. Đúng, không sai. Vậy ngài có thể chạy nhanh hơn gió không? Nếu không thì chính là hàng giả. Nhanh, nhanh hơn gió. Hay là ta biến phép thuật cho các con xem được không? Một, một, hai, ba. Vui không nào? Cái trò giặc này bố tôi cũng biết. Chán ngắt. Hàng giả. Ngài ấy chính là siêu nhân trái thơm thật đó. Ta chợt nhớ ra, ta còn nhiệm vụ quan trọng, phải đi trước đây. Hẹn gặp lại nhé. Chơi thôi. Các con, sóng xung kích. Ngầu quá, chạy tia chớp. Đúng là nhanh hơn gió. Chào đầu to. Ngài ấy đúng là siêu nhân trái thơm thật. Bố đầu nhỏ, nào, dễ chịu thoải mái. Nào, anh không sao chứ? Mẹ có nhìn thấy siêu nhân trái thơm không?
Con tìm siêu nhân trái thơm gấp thế có việc gì? Con thấy bố Đậu Nhỏ gần đây làm việc rất vất vả, ngày nào cũng tăng ca. Con muốn nhờ siêu nhân trái thơm đến giúp bố Đậu Nhỏ, để bố không phải mệt như vậy nữa. Bố không mệt, chỉ cần con vui là bố cũng vui rồi. Tiệc chào mừng. Bố Đậu Nhỏ, mẹ Tập Về ơi. Hôm nay kẹo bông từ nhà bà ngoại về. Con bảo với Tiểu Minh là muốn cho em ấy một bất ngờ. Bố mẹ nói xem con chuẩn bị gì thì được nhỉ? Trước khi kẹo bông sang nhà bà ngoại, chúng ta đã tổ chức một bữa tiệc liên quan chia tay. Hay là hôm nay lại tổ chức tiếp một bữa tiệc mừng bạn ấy về nhà đi. Hay quá. Chúng ta phải cố gắng. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Bố Đậu Nhỏ, con xin lỗi, bố không sao chứ? Con Đậu To, con vẫn nên làm những việc không có hàm lượng kỹ thuật thì hơn. Đi lấy bình xịt không khí ra đây. Dạ. Mùi gì lạ thế nhỉ? Ô, đúng là con phun bình xịt không khí không đấy? Thuốc xịt côn trùng. Trong nhà toàn mùi khó chịu quá. Bố Đậu Nhỏ ơi, mau nghĩ cách đi. Có cách rồi. Thế nào, đủ thơm rồi chứ? Thế thì phun thêm đi, càng thơm càng tốt. Thơm quá. Sao mùi hương này quen thế nhỉ? Là nước hoa của mình. Con Đậu To, có phải con mang nước hoa của mẹ đi nghịch lung tung không? Con Đậu To, đứng lại cho mẹ. Đây là ý của bố Đậu Nhỏ. Anh xuống ngay cho em. Con chạy à? Không xuống đâu, anh không xuống đâu. Hai giờ rồi, một lúc nữa là Tiểu Minh dẫn kẹo bông tới đây rồi, nhưng chúng ta vẫn chưa chuẩn bị được gì cả. Tất cả nghe theo mẹ, bây giờ không ai được chơi đùa nữa. Con Đậu To, con lên lầu lấy xiên ăn hoa quả đi. Tuân lệnh. Bố Đậu Nhỏ, mau treo dây đi. Anh có chơi đâu, anh làm suốt mà. Không kịp mất rồi, làm sao bây giờ? Vậy thì đâm lao phải theo lao. Hai người dứt hết đồ hỏng ra ngoài đi. Bây giờ mẹ sẽ cho hai người biết sự lợi hại của phụ nữ thời hiện đại. Wow, đẹp quá đi. Thơm quá.
Chào mừng kẹo bông về nhà. Mau ăn trái cây đi. Ngay cả xiên cũng ngọt luôn. Ngon quá. Cạn ly. Ăn nhiều vào. Cạn ly. Đây chính là bữa tiệc chào mừng tuyệt nhất. Chạy nhanh đi, rùa ơi. Mẹ về rồi đây. Con đồ to, tối nay chúng ta có cua ăn rồi. Mẹ tạp về ơi, mẹ còn mua cả rùa à? Mẹ có mua đâu. Thằng cu này ở đâu ra vậy nhỉ? Nên xử lý nó thế nào đây? Chúng ta nuôi nó đi. Tuyển thủ của con tên là Tia Chớp. Tuyển thủ của bố tên là Cơn Lốc. Tia Chớp, trông chờ vào mày đấy, nhất định phải thắng. Cơn Lốc, cố lên, không được thua họ. Chuẩn bị. Bắt đầu. Cố lên, cố lên, cố lên. Sao thế? Xem ra cái tên Tia Chớp không phù hợp rồi. Tốc độ chậm chỉ là tạm thời thôi. Còn nhất định phải huấn luyện nó thành một tuyển thủ xứng với cái tên Tia Chớp. Huấn luyện bắt đầu. Huấn luyện tiếp tục. Mày mà không tập luyện tử tế là tao cho cún con cắn mày đấy. Xông lên. Thế nào hả? Tia Chớp huấn luyện xong chưa? Bố đồ nhỏ, bố mau giúp con với. Tia Chớp chẳng nghe lời gì cả. Bố nghĩ con có thể nhờ trợ giúp từ bên ngoài. Đây là ô tô đồ chơi của con mà. Con chỉ cần điều khiển ô tô đồ chơi là được. Bố đồ nhỏ, bố thật thông minh. Bây giờ chúng ta vào trong bếp. Để mẹ tập về và bố đồ nhỏ xem chúng ta lợi hại như nào. Con đồ to, mau cho Tia Chớp dừng lại đi. Tông vào mẹ tập về bây giờ. Rõ. Bố đồ nhỏ ơi, điều khiển hỏng mất rồi. Mau, mau nhảy ra đi. Không đánh lại được con quái thú này đâu. Con đồ to, bố đồ nhỏ, hai người đừng bắt nạt con rùa nhỏ này nữa được không? Hết cả hồn, cứ tưởng Tia Chớp lần này chắc chắn tiêu đời rồi cơ. Tia Chớp, tao sẽ không ép mày chạy nhanh nữa đâu. Mày nghỉ ngơi đi. Bố đồ nhỏ, mẹ tập về ơi. Bố mẹ mau lại đây.
tia chớp biến mất rồi. Không chỉ tia chớp mà cả ô tô đồ chơi cũng biến mất luôn. Chẳng lẽ chúng bỏ trốn mất rồi? Thì ra nó thích tốc độ nhanh. Bi kịch đắp mặt nạ. Trời nóng lên cái là bọn ruồi nhặng đáng ghét ngày càng càng quấy. Đi ra, đi ra, đi ra, đi ra. Giỏi lắm, chúng mày còn kết bè kết đội. Có tổ chức rồi phải không? Thích mặt nạ của tao đúng không? Chúng ta cứ chờ mà xem. Có cách rồi. Chúng mày đã thích chiếc mặt nạ này như vậy thì ta sẽ thuận nước đẩy thuyền. Chúng mày lao vào chỗ chết, ta diệt rồi trừ hại, một công đôi việc. Con về rồi đây. Hả? Sao lại đóng hết cửa sổ vào vậy? Trời nóng thế này, chẳng có tí gió nào. Con đồ to, bố tới đây. Con đồ to, còn sao thế? Mặt của mẹ tập về. Mặt của em. Mặt nạ dính lên mặt rồi, không gỡ xuống được. Trên mặt nạ sao lại có nhiều? Lát nữa sẽ giải thích với anh. Gỡ mặt nạ xuống giúp em đã. Mau lên, mau lên. Ờ, được, chờ chút. Anh bảo mấy đồ bẩn xuống đã. Khó xử quá. Mẹ ơi, đây là mặt nạ hãng gì thế? Đừng nhắc nữa. Mặt nạ mẹ tự chế. Ai biết bọn ruồi nhặng lại thích như vậy. Vốn định để bọn ruồi nhặng bị dính hết vào, ngờ đâu mặt mẹ cũng bị dính cả luôn. Đừng cười nữa. Mau nghĩ cách gỡ mặt nạ xuống cho mẹ đi. Chuẩn bị. Một, hai, xé. Đau, đau. Làm thế nào đây? Có rồi. Thật thông minh. Phân tán lực tác dụng sẽ giảm bớt cảm giác đau. Có thể giảm bớt thật sao? Thử xem đã, thử xem. Mẹ tập về, về con kéo đây. Mẹ tập về, con còn chưa kéo mà. Để bố thử xem. Nào, chuẩn bị. Nghe anh đếm đến 3 nhé. Đếm lại lần nữa. 1, 2. Sao chưa đếm đến 3 anh đã giật rồi? Làm thế em mới không sợ. Thế giật ra được chưa? Ôi mặt tôi. Làm sao đây? À, có cách rồi. Cách gì? Mẹ tập về, mẹ còn mặt nạ không? Còn ở trong nhà tắm ấy. Sao thế con trai? Lúc học thủ công ở nhà trẻ, nếu gặp miếng đất nặng nào cứng như đá, bọn con sẽ lấy miếng khác thật mềm trộn lẫn. Cuối cùng cả hai miếng đều sẽ mềm. Con yêu, bố hiểu ý con rồi. Ý con là đắp một chiếc mặt nạ mới lên, để hai cái dính liền với nhau, rồi cùng tháo xuống đúng không? Được, mẹ đi lấy mặt nạ mới ngay. Sắp được rồi, mẹ tập về. Sắp được rồi. Mặt nạ mới phải đắp cho rộng hơn cái cũ thì mới tiện gỡ ra. Bây giờ cảm thấy thế nào? Cuối cùng cũng lấy xuống được rồi. Mẹ tập về. Sau này em đừng làm mấy chuyện ngốc nghếch như vậy nữa. Ê,
Thôi xong, đám đồ nhặn chắc chắn là người thấy mùi mặt nạ, lại kéo bè đến rồi, chạy mau. Em sẽ không tha cho chúng. Mặt nạ của em điều chế kiểu gì thế? Còn tác dụng hơn cả giấy dính ruồi. Chúng ta có thể đăng ký bản quyền, nghĩ cách đem bán. Không phải châm chọc. Trước khi em xử lý hết tất cả mặt nạ, không ai được phép mở cửa sổ. Heo con thích dược rào. Trong nhà ngoan nhé, bố mẹ sẽ về sớm thôi. Làm sao bây giờ? Dùng keo dán lại vậy? Không phải chứ, bố mẹ vừa đi, kẻ trộm đã đến rồi. Heo con nhà ai thế? Ôm cái nào. Thì ra đây chính là tiếng động lạ đó. Sao mày cứ đòi nhảy qua cái đấy thế? Nào, để tao ôm một cái. Tao nhất định phải bắt được mày. Xin lỗi, tao không cố ý đâu. Lần này mày hết đường vào rồi. Tốt quá, con heo đáng ghét cuối cùng cũng đi rồi. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Không được, mình không thể chịu thua, phải giành lại ngôi nhà. Ai da, cái đầu của mình. Con heo hư đốn, tao nhất định phải bắt được mày. Heo con, mau lại đây ăn đi. Ở đây có bánh bao rau hẹ nóng hổi đây. Heo đen ngoan, ra ăn bánh bao đi. Mau ra ăn nào. Thế mà không bị mắc bẫy, xem ra mình đành phải dùng tuyệt chiêu thôi. Ta là sư tử. Nghe nói ở đây có một con heo đen rất ngon. Ta muốn ăn thịt heo. Ta sắp chết đói rồi. Ta sắp chết đói rồi. Ta phải ăn thịt mi. Nếu sợ thì mau chạy đi. Kiếm cái bao chùm nó lại. Đây, đây. Alo, đồ to à. Alo, khoai lang này. Kể cậu nghe, tớ gặp một con heo rất lạ. Có phải con heo đen rất thích đụng vào các thứ không? Hả? Sao cậu biết? Đó là bé heo cưng tớ mới mua. Nó thích thử thách với những thứ trong giống lan can. Phải nhảy qua bằng được. Đấy là sở thích của nó, không ai ngăn lại được. Chỉ khi nghe tiếng chuông điện thoại mà tớ thiết kế riêng, nó mới trở nên ngoan ngoãn. Vắng nhà có nửa ngày mà đồ đạc trong nhà sao đã ra nông nổi này. Do một con heo đen không ngừng thách thức cuộc đời. Chỉ khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại mới ngoan.
Con đồ ta, lần sau lấy lý do khác nghe hay hơn đi được không? Không tin thì bố mẹ hỏi Khoai Lang đi. Bố đồ nhỏ, trong nhà cẩn thận nhé, có chừng heo đen. Hai mẹ con đi chợ rồi về ngay. Ở nhà một mình thì làm gì nhỉ? Hay là đi sửa đồ chơi gỗ cho con đồ ta nhỉ? Đúng rồi, cứ làm vậy đi. Phải đề phòng con heo kỳ quặc kia mới được.